Ê, có ai đó? Có ai đó đây? Sao anh không đậu xe cho mát cưng? Xin hỏi anh chàng đến đây có chuyện chi? Anh chàng, xin hỏi anh chàng đến đây có chuyện gì? Đúng cái nền 20 nè. À, cái nền số 20 vậy hả? Có mọc đầy hết trơn rồi, không biết ai đã làm sạch được cái chỗ này vậy đó. Chiếc mây ồn ơi, dương bay khứ đi ơi. Anh à, đừng có bóc vô một hơi nó bị dơ tay bây giờ. Kệ đi anh. Ờ đúng rồi, cái cục đá đấy, cục đá vuông vuông thôi, đúng rồi anh, đúng rồi. Được rồi cưng, được rồi, em biết rồi anh. Từ đó tới đây. Ha ha ha.